Rồi thì sau khi rồi mở phần mềm lên ha, chúng ta chọn template là cái mẫu á, thì chúng ta chọn cho thầy cái mục là master, chọn cái master thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Thì cái là phiên bản 2020, phiên bản 2020 thì chúng ta có thể cài cái này, nói chung là nên cài cái mới nhất đi, 2020 21 gì cũng được, cài mới nhất tại vì phần mềm nó nhẹ lắm, nó cũng không tốn nhiều dung lượng đâu, nó có 200 MB, 200 MB bằng một góc nhỏ của Panamax. Nên là chúng ta cài cái mới nhất đi xài cho nó ngon ha, là thứ nhất. Rồi sau khi mở xong chúng ta thấy cái người này rồi. Rồi sau đó cái công cụ nè, Lat Tool Set, thì đây là cái công cụ để chúng ta làm việc á. Thì cái công cụ đầu tiên này là nó có rồi nè, chúng ta mới mở thêm á, chúng ta có thể chuột phải hay chúng ta chọn là Lat Tool Set, chuột phải thay công cụ bất kỳ á, loại như thầy cái mục là Lat Tool Set nè, thì nó ra cái công cụ bên trái này, nó full lệnh hơn, nó đầy đủ cái lệnh hơn, giúp cho chúng ta làm việc nó sẽ dễ hơn nha. Đó công cụ thì nó lại nha, chuột phải này tiếp chọn thêm một là Lat Tool Set, thì nó ra tất cả cái nút bên tay trái này để là mình làm việc nha, cái tất cả cái công cụ. Thì phần mềm cái đất là phần mềm nó rất là đơn giản, nó chỉ có vài công cụ thôi à, nó không có nhiều, phần mềm nó nhẹ lắm. Rồi sau đó là về đơn vị á, thì nếu mà chúng ta muốn kiểm tra cái đơn vị á, thì chúng ta vô menu Windows chọn là Module Info, sau đó chúng ta chọn Decimal và Millimeter. Rồi chúng ta vô Windows nè, chúng ta chọn là Module Info ha, Windows là chọn Module Info. Thì đây nếu mà chúng ta lỡ may chúng ta chọn đơn vị là mm á, thì chúng ta sửa lại cho thầy là chọn inch thì chuyển sang lại là mm, chúng ta chọn chuyển đây nè, millimeter nè ha, chuyển này tại vì cái đơn vị là meter là đơn vị của mét, thì chúng ta chuyển sang mm lại cho nó chuẩn hơn nha. Cái chỗ này phải là decimal nha, format là decimal và len là millimeter. Đó, rồi khi đó là nó là chuyển sang mm đó. Rồi đóng lại. Rồi ok, tạm thời là phần 1.